Bóng đá phong thủy ANG xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì hôm nay là chúng ta lên cái video với những cái sản phẩm mà khách hàng đã đặt mài và lên vàng hả quý vị ha, với những cái viên đá thiên nhiên sau khi qua chế tác, và một chiếc nhẫn bạc 925 mà có thể nói là mẫu mã thì rất là phê hả quý vị ha. Thì ANG muốn giới thiệu những cái sản phẩm này lên cho chúng ta cùng xem, biết đâu đó thì chúng ta có thể thích thú với cái mẫu sản phẩm đó và chúng ta cảm thấy nó ưng ý và muốn lên một set trang sức không vậy ha. Và ở video tới thì LNG sẽ nói về cái chất lượng của những cái viên mài láng và mài giác để chúng ta có được một cái góc nhìn tổng quát về chất lượng của sản phẩm để chúng ta có thể có những cái quyết định tốt cho bản thân chúng ta trong cái việc mà sử dụng những cái viên đá thiên nhiên để lên trang sức hỗ trợ cho phong thủy quý vị nhé. Thì bây giờ mời quý vị cùng xem qua những cái sản phẩm của chúng ta sau khi hoàn thành nhé. LNG xin chào quý vị, để đăng ký kênh chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, đầu tiên thì em xin giới thiệu đến cái lô đá hàng 6 ly này ha quý vị ha. Thì một anh khách ở ở Mỹ, ảnh đặt cái lô mài giác 6 ly, và tên đá thì anh có gửi cho em một số, nhưng mà em chỉ hiểu được một số, còn một số còn lại thì em chưa hiểu. Và anh đặt là gồm là 7 viên, thì ở đây chúng ta có 2 4 6 8 9, thì em mài tới 9 viên để cho cái sự lựa chọn của anh nó đa dạng ha. Và có một chị khách hình như là ở Australia hay gì đấy, hay là Pháp gì đấy, thì có đặt bên LNG và hỏi là LNG ơi, mình có thể gửi bằng cách nào, thì chị vui lòng liên hệ với Zalo bên LNG ha, để em hướng dẫn cho chị về cái quá trình chúng ta hợp tác ha. Thì chị cứ chuyển khoản và bên em sẽ làm hàng xong sẽ gửi qua cho chị đến tận tay không vị ha, hai chị ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua những cái viên đá mà chúng ta khách hàng của chúng ta đặt mài 7 viên và chúng ta cho ra tới 9 viên không vị ha. Và đầu tiên là cái viên Tourmaline, một cái viên Tourmaline đây, để em lấy cái khăn em lau cái, một em Tourmaline màu hồng không vị ha, 6 ly dát xoàn. Vâng, thì anh khách này ảnh đặt hàng thì ảnh rất là lịch sự và rất là dễ thương, ảnh đã chuyển khoản cho LNG rồi ha quý vị ha. Tại vì vừa rồi có một anh khách tên là gì đấy bảo rằng là chưa mài ra thành phẩm biểu người ta chuyển khoản. Vâng, em đã bị bơm những cái lô hàng rồi ha. Với lại thường thì em mài thì em cũng đặt cọc mài hoặc là gửi phôi, chứ không có tự nhiên người ta mài cho đâu nha các anh chị nha. Thành ra các anh chị thông cảm và hiểu cho LNG ạ. Đây, đây là viên tụt ma linh ạ. Một viên tụt ma linh cắt giác xoàn không vậy ha, hàng 6 ly. Thì anh đặt 7 viên thì em không biết như thế nào, nhưng mà bên LNG thì quý vị cũng có thể thấy là chất lượng thì đá thô rất là nhiều nên có thể cung cấp với mọi cái sở thích của quý vị ha. Thì đây là viên tụt ma linh. Đây em phóng to là cho quý vị xem đây. Đó, một viên tụt ma linh khá là đẹp không vậy ha, phóng to quá nó bị nét đó, một viên tụt ma linh khá là sắc sắc sảo luôn, quá tuyệt vời. Kế đến là một viên viên màu cam, này là viên di công không quý vị ha, để em lau nó lau chùi lại. Vâng, kế đến là chúng ta có một viên di công cũng 6 ly luôn. Thì 9 viên này chúng ta mài nó đồng kích thước ha quý vị ha, cùng chung một kích thước luôn, đó là 6 ly. Và như quý vị thấy thì cái sự cân đối ở trong viên đá thì nó khá là ok ha. Và viên này nếu như mà ai đó chúng ta gần LNG có thể qua xem ha,
Viên này rất là đẹp luôn. Đó, viên di trong này rất là đẹp luôn. Lửa dữ lắm chứ nó không phải như vậy đâu. Đó. Lửa dữ lắm, lửa luôn, lửa nguyên một viên luôn hả vị ha, chứ không phải như chúng ta thấy trong hình đâu. Là hai viên nè, rồi chúng ta đến với một viên nữa là viên Garnet quý vị ạ. À, một tụt ma linh, một viên tụt ma linh, một viên di công và một viên Garnet, ba dòng đá đó hả quý vị ha. Đây đó, trời ơi là trời, lửa của nó kìa trời ơi quý vị ơi. Garnet đó quý vị thấy có thua vì thua gì với Sphinel và Ruby không? Trời ơi là trời, lửa chảy luôn không quý vị ha, không phải là lửa bắn mà là lửa chảy luôn đó. Và viên là viên thứ ba hả quý vị ha, Garnet 6 ly, Garnet 6 ly, tụt ma linh 6 ly, di công 6 ly. Rồi chúng ta đến với tô 3, tô 3 6 ly. Đây, viên tô 3 6 ly. Ôi tô 3 nó tinh khiết quá, nó chối lại ánh sáng quá, chúng ta không thấy được viên đá luôn hả quý vị ha. Nó bắt sáng quá, nó già lên tay em luôn rồi. Cái viên này thì nó quá sáng và nó quá 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 tuyệt vời nên thành ra chúng ta bị cái chiết xuất với khúc xạ của nó phản lại là không không thấy được viên đá luôn hả vậy ha. Nhưng mà viên đá khá là sạch và khá là đẹp nè. Đó, giác thì khá là đều luôn. Và chúng ta có 4 viên ha. Của anh ấy thì có 4 viên. Thì như quý vị cũng thấy rồi đó, LNG cho mài ra là 4 loại đá rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến với viên Peridot là 5 loại đá hả quý vị ha. 7 viên của anh với trước mắt là thấy là nè, 5 loại đá rồi nè, 5 loại đá và 5 màu sắc khác nhau luôn. Kim thổ hỏa và mộc rồi nè. Đó, kim thổ hỏa và mộc. Đây là viên Peridot xuất xứ từ Gia Lai hả quý vị ha. Thì viên này đá thô được khai thác từ Gia Lai và qua LNG chế tác là ra cái viên Peridot rực lửa như thế này. Đó. Em phóng to quá cái nó bị lắc màn hình đó, không có chuẩn, để em zoom lại. Đó. Đây là viên Peridot Gia Lai, hàng 6 ly hả quý vị ha. Và quý vị có thể thấy là lửa tròn nguyên viên đá từ trong ra ngoài, từ ngay giữa tâm đi ra ngoài luôn hả quý vị ha. Và chúng ta sẽ thấy được là 8 cái mũi tên ở trên viên đá luôn nè. Do lửa nó mạnh quá nên chúng ta không thấy rõ mũi tên ha. Rồi, 5 viên đá với 5 dòng đá luôn. Kế đến là một viên hạch anh tím nữa ạ. Là 6 dòng đá hả quý vị ha. 6 dòng đá, 6 màu sắc. Tím, hồng, trắng, xanh lá, đỏ và cam. Thì đây là một cái viên hạch anh tím 6 ly. Đó, viên hạch anh tím 6 ly thì quý vị thấy đó, sự cân đối và lửa liếc đồ này nọ thì không còn phải bàn hết quý vị ha. Khá là đẹp luôn, vì bên LNG á, là thiên về chất lượng và thế mạnh thì là phôi, nên thành ra quý vị muốn yêu cầu bất cứ thứ gì cung cấp được thì LNG sẵn sàng hỗ trợ ha quý vị ha. Để chúng ta có những cái sản phẩm lên trang sức thì như quý vị thấy là sơ sơ là 6 viên, 6 viên chúng ta 6 ly ha quý vị ha. Viên nào cũng sắc nước hương trời, viên nào cũng té lửa hết, túa lửa ra hết. Và bây giờ chúng ta lại đến với viên này cũng là viên Garnet luôn. Trời ơi, cũng khá là to nha quý vị nha, em ướm lên tay để thử, quý vị kêu là hàng bên này nhỏ nữa đó. Viên Garnet 6 ly, ôi nó đẹp thôi khỏi nói luôn. Hôm nay chúng ta có một buổi phơi pha quý vị ha, quá xá đẹp. Trời ơi trời trời trời, coi cái sự cân đối của nó kìa, nó có 6 mũi tên màu đen quý vị thấy không đó. Và lửa thì toàn diện viên đá luôn, viên đá tròn vo, lửa đều quanh viên đá luôn mà lửa chảy hả quý vị ha. Đó, quý vị có thể thấy lửa nó chảy nè, đó lửa nó nhòe ra luôn. Những cái viên đá chất lượng và những cái viên đá đẳng cấp là như thế đấy.
2, 4, 6, 7 rồi. Và chúng ta còn hai viên nữa quý vị ha. Xem nốt hai viên này rồi chúng ta đến với cái sản phẩm ngọc bích, rồi sản phẩm nhẫn. Đây là một viên garnet ha quý vị ha. Như vừa rồi thì chúng ta thấy một viên garnet màu cam đào. Và đây là một viên garnet nữa màu cam đào nhưng mà đậm hơn ha quý vị ha. Đó. Trời ơi là trời, cái này mà lên trang sức thì thôi chứ không còn gì để bàn cãi hả quý vị ha. Quá xá đẹp. Thôi chúng ta qua lẹ đi để chúng ta còn đến với những sản phẩm khác nữa để quý vị có thể tham khảo ha. Và trong số 9 viên này thì bên L&G xưa giờ mà kinh doanh thì em là người chia sẻ nên em không thể nào mà nói những cái lời mà nó bị ngược với lại cái kiến thức thật của nó. Thì đây là một cái viên tô 3 màu xanh. Viên tô 3 này là tô 3 xì quýt không quý vị ha. Được mài 6 ly thì hàng này là hàng nhiệt không quý vị ha. Trong 9 con này thì chỉ có mỗi mình con này là con nhiệt thôi. Đó. Trong 9 em này thì chỉ có mình em này là trong 9 viên thì chỉ có mình em này là hàng nhiệt. Đó. Tô 3 xì quýt hàng 6 ly. Đó. Màu khá là đậm hơn vậy ha. Thường thì dòng tô ba xì quýt là nó như thế đấy. Đấy. Rồi chúng ta cho qua cái sản phẩm này. Kế đến là một cái mặt dây chuyền của một anh trai đặt bên L&G. Thì đây là một cái mặt dây chuyền ngọc bích. Thì như quý vị ha, kiểm tra nè. Đó, mặt đá rất là mịn và rất là bóng. Mặt đá thì rất là mịn và rất là bóng ha. Và độ dày của viên đá này là 3 ly. Độ dày của viên đá là 3 ly. Thì ngày mai em sẽ đem cái viên đá này em cho lên vàng thưa quý vị ha. Và chúng ta có thể thấy là bề mặt của viên đá là bông lý nè. Bông lý khá là nhiều ha. Đó, bông lý dày chục luôn. Và viên này chỉ cần khi chúng ta đeo, chúng ta lên vàng chúng ta đeo thì ánh nắng nhẹ nhẹ thôi cũng có thể làm cho viên đá nó dạ lên ánh xanh và thông thấu qua cái miếng ngọc này hả quý vị ha. Miếng ngọc bích mà bông lý rất là xanh đậm, rất là đẹp. Miếng này mà lên vàng trắng thì lên vàng gold thì thôi rồi luôn. Và kế đến là em giới thiệu đến quý vị một cái chiếc nhẫn bạc 925. Thì cái này thì nó là bạc 925 nhưng mà nó rất là tinh xảo hả quý vị ha. Thì em lên như vậy để quý vị có thể kiểm tra được cái độ cân đối của cái form nhẫn. Rất là cân đối luôn. Đó. Và em sẽ phóng to lên để quý vị có thể kiểm tra được cái dàn tấm. Bởi vì cái dàn tấm tuy nho nhỏ như thế này nhưng mà nó rất là quan trọng quý vị ha. Bởi vì có thể là quý vị cũng chưa có về cái sự lựa chọn gọi là sâu sắc. Thì ví dụ như là một cái vàng tắm như thế này chỉ cần một viên, ví dụ như là nó đang là nguyên một vàng này, nó đang là hàng hàng CZ A7 đi, nó lọt vô một viên CZ A2 hay A3 thôi, thì đang một cái vàng trắng tinh khiết như thế này tự nhiên nó lọt vô một viên trắng đục là nó phá hủy toàn cục bộ hết vậy ha, món trang sức sẽ xuống cấp ngay. Và điều đặc biệt là cả hai bên của chúng ta ha đã tắm nó rất là đều màu và rất là đều size, tất cả đều là hàng moissanite hả quý vị ha. Và quý vị đến với sản phẩm những cái sản phẩm vàng bên L&G thì đại đa số là đều được làm những cái con tấm chất lượng dù là hàng nhân tạo đi nữa thì cũng chơi hàng moissanite chứ không chơi hàng CZ A5 hả quý vị ha. A5, A6, A7, A7 là cuối rồi, cuối của hàng CZ rồi, là hàng tuyệt vời rồi, nhưng mà L&G không chơi những cái hàng đó luôn, chơi tới hàng moissanite luôn hả quý vị ha. Và quý vị có thể thấy là hàng tấm hai bên cũng vậy ha. Rất là đều, rất là cân đối luôn. Và ở giữa của chúng ta là cái vàng đá sapphire. Đó, ở giữa chúng ta là cái vàng đá sapphire. Quý vị có thể thấy nè. Đó, kết bộ. Nó hơi dơ quý vị à. Đó. Hàng tấm ở giữa là hàng tấm sapphire. Được kết bộ đồng size hả quý vị ha. Thì một cái chiếc nhẫn như thế này nó khá là chi tiết. Đó. Và quý vị mà chúng ta có nhu cầu thì bất kỳ sản phẩm nào
L&G cam kết với quý vị luôn, không riêng những cái sản phẩm ở L&G thì L&G mới làm được. Bất kỳ những cái mẫu sản phẩm nào trên thế giới này quý vị cần và thích thì L&G sẽ cung cấp cho quý vị. Vì mục tiêu của em luôn luôn là chất lượng và sở thích của khách. Chỉ cần khách thích là em nhất thôi. Thích là em sẵn sàng cung cấp bất kỳ cái mẫu nào quý vị thích, chụp gửi bạc qua là chờ ra một cái sản phẩm đẹp thôi. Rồi thì L&G hôm nay lên chỉ có bấy nhiêu thôi. Hẹn quý vị ở video tới thì em sẽ chia sẻ về chất lượng và độ bóng của một viên đá, nó mang đến cho chúng ta những cái điều gì. Thì mời quý vị xem ở video kế tiếp ha. Rồi thì L&G cảm ơn quý vị đã đồng hành và đã quan tâm đến L&G. Hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo nha.